Các bạn đã trở lại với kênh Các Thời Gian. Thì hôm nay Các Thời Gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm gỏi cuốn rất là nhanh gọn. Ở đây mình có hai con mực và ba lọng tôm, một ít đậu phụng, một chai tương và bịch nước cốt dừa các bạn, một trái chanh và củ cải. Mình có một củ cải trắng và một củ cải đỏ nha. Nhiều các bạn gọi là củ cà rốt đó. Gia vị thì mình chỉ có đường và muối. Thì cái phần đậu phụng này tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn rang sau. Còn cái phần mực này mình mua về các bạn mình đã làm sạch. Và tôm thì mình bỏ cái phần đầu đi, nhiều bạn không ăn được cái phần đầu đó, em làm lên có gạch á, ăn nó sẽ bị hôi á, thì mình lật bỏ phần đầu, tí xíu mình sẽ luộc sau. Bạn nào ăn thịt heo thì mình sẽ bỏ vô thêm, còn ở đây mình dùng con mực để thay thế thịt heo nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè, tôm thì mình dùng con vừa thôi, đừng bự quá. Bự quá thì khi các bạn cuốn vô trong phần cuốn nó nhìn nó không có ngon á. Còn mực á thì mình dùng con bự để hồi mình sắt ra cho cái phần mực nó dai hơn một tí xíu nha. Thì bây giờ mình sẽ đi luộc có phần mực và phần tôm nên các bạn. Đặt cái nồi vô đây các bạn cho một ít nước, xong mình sẽ cho một tí xíu muối nha, để cho cái vị tôm và vị mực mình để nó ngon hơn á các bạn. Các bạn nào thích bột ngọt thì các bạn sẽ cho vô. Ở đây mình sẽ đặt hai con mực vào đây và hai cái rau nữa nè các bạn. Khi mình đặt hai con mực vô rồi thì mình cho tôm vào luôn nha các bạn, để mình bắt lên mình luộc á. Còn nếu các bạn nào thích cái màu tôm mình nó đẹp hơn một tí xíu á, thì các bạn có thể dùng một ít cái màu mà người ta bỏ với bún riêu á các bạn. Còn không thì các bạn dùng một ít màu điều cũng được. Còn mình thì mình để dài, mình sẽ luộc luôn lấy cái màu tôm tự nhiên nha các bạn. Lên phần bếp các bạn bật ga lên, mình đậy cái nắp dung lại và cho cái phần này nó sôi lên để nó chín nha. Mình đợi cái phần tôm và mực chín thì các bạn sẽ bào hai cái củ này ra nè các bạn, và làm sờ nhỏ để mình làm chua ngọt đó. Mình bào xong mình làm chua ngọt nè các bạn. Thì bây giờ các bạn ngâm đây trong tầm khoảng 15 phút ha. Khi làm thì mình cho nãy một trái chanh vô các bạn, chứ mình không làm giấm nha. Nếu các bạn nào không thích dùng chanh thì các bạn sẽ dùng giấm. Rồi mình sẽ đi rang cái phần đậu phụng này chín. Rồi mình sẽ bóp vỏ và đập dập nó ra nha các bạn. Phần đậu phụng chín đã đập dập rồi thì bây giờ cái phần tương này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần nước chấm nha. Mình có một bịch nước cốt dừa. Nếu các bạn nào không dùng cái bịch nước này thì các bạn dùng cái nước cốt dừa mà mình vắt cũng được ha. Các bạn cắt cái phần đầu ra và đổ hết vô trong này. Khi các bạn đổ vào trong cái chảo hơi nhỏ một tí xíu nè các bạn, thì mình sẽ cho vào đây tầm khoảng nửa chén nước. Các bạn quậy cho nó tan ra, nó tan hết cái phần bột nước cốt dừa này ra nghe các bạn. Quậy tan hết cái phần nước cốt dừa này ra rồi thì ở đây mình có một chai tương nè các bạn. Còn nếu các bạn nào không dùng tương này thì các bạn có thể là mua tương hột gì mình có thể xay ra đó các bạn. Còn bây giờ thì mình khui cái phần tương này ra luôn nha. Cái bọc nó hơi cứng nè các bạn, và các bạn tháo ra. Mấy bên này có một cái nút nữa nè. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái chai tương này vô nha các bạn. Khi đổ vô hết cái chai tương này là các bạn quậy đều nó ra. Vô đây là mình sẽ quậy đều hết ra như vậy nè các bạn. Nếu các bạn nào không có thích phần nước cốt dừa thì khỏi cho vô nha. Tại vì cái nước cốt dừa này vô thể làm độ béo và nó sẽ thơm hơn. Khi các bạn đánh lên thì mình cho vào đây tầm khoảng một muỗng cà phê đường. Cái này thì mình không cho muối và không cho bột ngọt nha các bạn. Đánh đều cái phần đường ra. Đánh cho đều cái phần này ra rồi nè các bạn, thì bây giờ mình sẽ dẹp cái phần cây đánh trứng này đi, rồi sẽ bắt cái này lên trên bếp nha các bạn. Chuẩn bị bắt cái này lên bếp thì mình kiểm tra cái phần mực và phần tôm đã chín chưa nghe các bạn. Mực tôm mình luộc hồi nãy cho vào đây tầm khoảng cỡ nửa chén nước thôi, khi mực có luộc lúc nào nó cũng ra nước nha các bạn. Đó bây giờ nó đã chín rồi thì mình sẽ tắt ga, nhắc nó xuống để cho nó nguội. Cái nồi tương lên nha các bạn, thì bật ga lên. Khi các bạn bật ga lên cho độ lửa lớn một tí xíu, mình sẽ dùng cái giá và quậy đều một tí xíu, chứ không là nó sẽ bị xít ở dưới phần nồi đó các bạn. Và các bạn để độ lửa lớn cho nó nóng cái phần chảo của mình, rồi mình sẽ hạ độ lửa nhỏ lại nha các bạn nha. Đã nóng đều rồi các bạn hạ độ lửa trung bình, rồi các bạn quậy đều nó lên để không lận nó sẽ xít ở dưới đó các bạn. Đó. Thì khi các bạn dùng tương này thì mình chỉ cho một muỗng cà phê đường và nước cốt dừa, nên không cho một bột ngọt hay là muối nha các bạn, lưu ý nha. Đó, nếu các bạn nào ăn độ ngọt hơn thì các bạn sẽ tăng đường lên một tí xíu. Còn mình là mình làm khẩu vị chung nha các bạn. Đó thì bây giờ các bạn cho nó sôi đều lên là được. Phần tương mình nó đã sôi đều lên như vậy nè các bạn,
Đó các bạn nhìn này, nếu các bạn tăng độ lửa thì nó sẽ sôi như vậy. Còn mình hạ độ lửa nhỏ hết cỡ thì nó sẽ thôi một cách bình thường nha các bạn. Đó, giờ thì nó chín rồi các bạn sẽ tắt ga. Và nhắc xuống để cho nó nguội cái phần tương này nha các bạn. Và mực của mình thì nó vớt ra nó còn nóng quá các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi làm một ít rau nha các bạn nha. Bị ít rau rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi lột phần tôm và xắt phần mực ra luôn nha các bạn. Thớt lên đây và đặt con mực á. Cái con mực này thì các bạn sẽ chẻ nó ra làm đôi nha. Mình cắt nó làm hai, xin lỗi các bạn, cắt nó làm hai xong mình không chẻ. Thì nó vừa cái miếng ở trong đây nó có hơi cái miếng cơm nè. Nếu các bạn nào ăn thì chừa lại, không ăn thì mình sẽ bỏ nó đi ha. Úp cái phần mực lại, các bạn sẽ xắt theo sợi như vậy nè, để hồi chút mình dễ cuốn đó các bạn. Còn nếu các bạn nào không thích thì sẽ xắt phần tròn cũng được ha. Thì giờ các bạn xắt hết cái phần mực. Xong rồi các bạn cho ra cái phần dĩa luôn nha. Cái phần mực sắt ra nước nhẹ, các bạn sẽ dẹp phần thớt và mình cho phần tôm lên đây luôn. Làm xong rồi các bạn đổ luôn cái phần tương mình ra cái tô nha. Đây. Tương chấm thì nó cỡ này thì các bạn đừng cho đặc quá nha. Còn nếu các bạn nào muốn lỏng hơn tí nữa thì các bạn pha thêm một tí xíu nước á. Thì bây giờ mình sẽ cuốn phần gỏi cuốn nha các bạn. Ở đây thì mình có rau và cái củ hồi nãy mình làm chua nè các bạn, có một ít hẹ và mực tôm. Thì bây giờ mình sẽ đặt bánh tráng lên và cuốn. Thì bây giờ mình có bánh tráng nè các bạn, mình đặt lên phần này để mình cuốn ha. Cái này thì bánh tráng này nó hơi mỏng nè các bạn, khỏi phải xoa nước. Ở đây các bạn đặt một miếng rau lên thì mình lật bớt cái phần này đi các bạn, cho một ít rau thơm. Thì thông thường thì các bạn cuốn có bún nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ dịch nó không đi mua được các bạn. Cuốn một ít rau lên nữa và các bạn cho lên đây một ít mực. Mực thì mình cho mé ngoài này cũng được, hoặc là các bạn đặt lên trên nè. Bây giờ thì các bạn cuốn có phần cuốn này lại nha. Rau thì các bạn có thể làm cho nó ngắn một tí xíu á các bạn. Khi các bạn cuốn nó lại như vậy nè, thì mình sẽ gấp một cái lớp mé ngoài này. Cái bánh tráng này là mình dùng bánh tráng vuông nha các bạn. Còn nếu các bạn nào dùng cái bánh tráng tròn á thì dễ cuốn hơn một tí xíu á. Thì mình sẽ đặt vào đây mấy con tôm. Các bạn đặt 3 con đi, còn nếu các bạn ăn nhiều thì mình sẽ đặt nhiều hơn một tí xíu ha. Thì mình sẽ cuốn lại. Ở đây mình có một ít hẹ nè các bạn. Bạn nào ăn hẹ thì sẽ bỏ vô, còn nếu các bạn nào không ăn hẹ thì mình phải bỏ nha. Đây giờ mình cuốn xong cái phần cuốn này rồi các bạn. Giờ mình cuốn xong rồi nè, thì các bạn cứ tiếp tục cuốn chừng nào mình nó hết cái phần rau và phần tôm của mình đi nghe các bạn. Mình đã cuốn xong rồi đó các bạn. Mình đặt vào một cái dĩa, chính giữa mình cho một ít tương. Thì ở đây mình có đồ chua và tương ớt với đậu phụng. Nếu các bạn nào thích ăn thêm thì các bạn sẽ cho thêm ha. Còn cái phần nước chấm của mình nè các bạn, thì nó vừa thôi, đừng đặc quá, không đừng lỏng quá ha. Rồi nếu các bạn nào thích lỏng thì các bạn sẽ châm thêm một ít nước nữa. Còn nếu các bạn nào thích đặc hơn thì các bạn sẽ bớt cái phần nước lại. Ở đây mình có đậu phụng và sa tế ớt nè các bạn, nếu các bạn ăn thì bỏ thêm vô. Bạn nào thích cuốn mà cái phần rau tôm của mình á nó có màu đẹp hơn một tí xíu á, tại các bạn cho cái màu mà người ta bỏ bún riêu á các bạn, thì nó lên màu rất đẹp ha. Với lại cuốn mà cho một ít thịt nó nữa các bạn, cũng luộc bỏ vào có màu quạt tôm á thì nó lên màu. Còn ở đây là mình làm cái màu tôm tự nhiên ở nhà nha các bạn. Khi các bạn làm cho ở nhà ăn thì mình đừng nên bỏ màu, thực phẩm nó không có ngon ha. Thì đó, đến đây mình đã làm xong rồi nè. Nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi ha. Các cách cuốn gỏi cuốn cũng đơn giản và nước sốt cũng đơn giản, không mất nhiều thời gian của các bạn. Video đến đây đã xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.